Hôm nay mình sẽ tổ chức một trò chơi, đó gọi là đá banh. Dạ, hôm nay tụi mình quên mặt rồi, đá banh. Rồi, tiếp. Đây là Vạn Khanh. Hello mọi người. Đâu, đâu, đâu. Đây là Vạn Nhật. Đây là Vạn Vũ. Đâu vậy đâu. Đây là Vạn Tây. Và đây là Thành Rô Đinh Đô. Rồi, bây giờ chia bồ đi nè. Bây giờ tụi mình sẽ chia bồ. Vậy hả? Khanh ơi, lại đây chia bồ.
không? Làm trái. For another time.
Kia nó có về chứ rồi, cho nên giờ mình kết thúc video này, bye bye mọi người, chào một like.